Chiến thần sở Bắc Lạc Mai chương 441 còn một người khác chính là Dương Ân Tất cả là tại mày, tao bảo mày đi tìm nó thì mày không chịu Giờ con tao gặp chuyện rồi, mày hài lòng chưa? Con tao mà có làm sao thì bà liều mạng với mày Chu lệ cứ thế không phân rõ trắng đen rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu sở Bắc Dù lạc tuyết có hiền đến mấy thì cũng không thể nhịn được nữa Chu cầm quay đi, quyết định không can dự chỉ có sở bác là vẫn bình thản. Audio điện tử võ tấn bền. Bà muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng hối hận là được. Họ sở kia, mày nói thế là có ý gì? Chu lệ trợn mắt lên chất vấn, sở bắc khịt mũi rồi mỉm cười khoanh tay. Không có ý gì cả, người bà muốn tìm đến rồi đấy. Hả? Chu lệ nghệt mặt ra, chưa kịp phản ứng lại thì. Bụp, cửa phòng bao chợt bị đạp mở. Tất cả mọi người đều giật bắn mình. Họ ngoảnh lại thì thấy bốn, năm người đàn ông đô con đứng ở cửa. Họ quét mắt nhìn một lượt trong phòng bao. "Anh Lục, ban nãy rõ ràng em nhìn thấy nó chạy vào đây mà." Tên đầu sỏ là một người đàn ông cao lớn khoảng 30 tuổi. Vẻ mặt bặm trợn của hắn trông rất đáng sợ. Có một người thanh niên gầy gò đứng cạnh hắn đang cất giọng với vẻ tức giận. Cảnh tượng này khiến mọi người ở trong phòng được một phen hết hồn đương nhiên, có hai người là ngoại lệ. Sở Bắc gần như không quan tâm, anh vẫn chấn tĩnh như thường, không hề mảy may lo sợ. Còn một người khác chính là Dương Ân. Lúc người đàn ông cao lớn kia xuất hiện, cậu ta rụt cổ lại như con chuột nhìn thấy mèo. Cậu ta vội vàng nấp sau lưng Chu Lệ rồi run lẩy bẩy. Các người là ai? Vào đây làm gì? mươi 442, các người, ai cho các người cái thói ấy hả? Chu Lệ nhìn người đàn ông cao lớn hùng hổ ấy và đứa con trai đang run lẩy bẩy của mình mà không hiểu gì. Xong, bà ta có một dự cảm không lành. Chu Cầm và Lạc Tuyết đưa mắt nhìn nhau rồi đều tỏ vẻ bất bình. Chuyện này thì cần gì phải hỏi nữa. Rõ ràng vừa nãy, Dương Ân đã gây sự ở bên ngoài rồi. Lúc này, cậu ta không dám hé răng nói nửa lời, chỉ biết trốn sau lưng Chu Lệ. Trông cậu ta hệt như con đà điểu không thể ngẩng đầu lên được anh gì ơi tôi biết lỗi rồi xin các anh tha cho tôi tôi thật sự không cố ý đâu trông thấy có nhiều người như vậy dương ân ấp úng mãi mới nói xong một câu mặt cậu ta tái mét như miếng gan lợn hừ mày trêu bạn gái của đại ca tao xong rồi nói một câu như thế là hết à nghĩ hay quá nhỉ một tên đàn em đứng sau lưng anh lục hừ lạnh một tiếng rồi nói đúng đấy dám trêu nghẹo bạn gái của tao ngay ở địa bàn của tao hôm nay mà không xin một cánh tay của mày thì tao biết giấu mặt mũi đi đâu hả? Anh lục trợn trừng mắt, quyết không bỏ qua chuyện này. Nghe thấy thế, Dương Ân sợ hết hồn hết vía. Cậu ta run lẩy bẩy, trông khác hẳn lúc trước. Chu Lệ cũng sợ tái mặt. Lạc Tuyết và Chu Cầm thì càng thêm bực mình. Cô đã bảo Dương Ân đừng uống rượu mà cậu ta không nghe, giờ thì hay rồi, gây ra bao chuyện phiền phức chưa? Anh Lục này vừa nhìn đã biết không dễ đối phó, họ phải làm sao đây xong sở bác vẫn có thái độ điềm nhiên chỉ cần đừng ai động vào lạc tuyết và con gái họ thì dù dương ân này có bị đánh chết thì anh cũng mặc các người ai cho các người cái thói ấy hả chu lệ nghe thấy thế thì sợ mất mật nhưng vẫn trợn mắt lên hỏi hừ cần gì ai cho thế ai cho con bà uống rượu xong đi sàm sỡ bạn gái của anh tôi tên đàn em đứng sau anh lục lại lên tiếng bà già kia bà bớt lo chuyện bao đồng đi, không thì bọn này không chỉ chặt một cánh tay của con bà thôi đâu. Tên đó nói tiếp không chút khách sáo. chương 443, giờ mày tự chọn đi, tay trái hay tay phải. Một tiếng bà tai vang lên, mặt chu lệ đã hẳn vệt năm đầu ngón tay đỏ chót. Bà ta bị tát đến nỗi lăn xuống đất, suýt nữa mất cả phương hướng. Mày, mày dám đánh tao, tao sẽ kiện mày ra tòa. Chu lệ vừa hoàn hồn lại một cái là gào lên ngay bà ta lườm tên đàn em đứng sau lưng anh Lục như muốn ăn thịt gã. Hơ, tôi chỉ tát bà có một cái, đã chết đâu mà làm quá lên thế. Tên đó mỉm cười khoanh tay với vẻ thờ ơ. Còn thích đi kiện thì tùy, có biết số của tòa án không, lên đây tôi cho này. Mày, Chu lệ tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể phản bác lại. Vì tên đó đã dùng lời nói ban nãy của bà ta để cãi lại bà ta. Đúng là gậy ông đấp lưng ông thấy thế, Lạc Tuyết và Chu Cầm không tỏ thái độ gì, nhưng vẫn không khỏi cảm thán một câu. Quả nhiên, người xấu sẽ bị kẻ xấu hơn chừng trị. Bà mau cút ngay, không thì tôi xử bà luôn một thể đấy. Anh Lục đã mất hết kiên nhẫn, vừa nói vừa dáng thêm một cái tát nữa lên mặt Chu Lệ. Chát, mặt bà ta lại hằn thêm một dấu tay nữa. Cái tát này còn mạnh hơn của tên lúc trước. Nó làm Chu Lệ ngã sắp ngã ngửa luôn thằng kia, mày trêu bạn gái tao xong định chuồn à. Hôm nay, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Anh Lục vừa nói dứt câu, đám đàn em đã xông lên rồi tóm cổ Dương Ân đang run rẩy lôi ra. Giờ mày tự chọn đi, tay trái hay tay phải. Tên đàn em đè Dương Ân xuống bàn, sau đó lôi một con dao da dí vào mặt cậu ta. Lúc này, mặt Dương Ân tái nhợt, thậm chí cậu ta còn suýt tè ra quần. Anh ơi, tôi thật sự không cố ý mà, tôi xin lỗi anh, tôi dập đầu lại anh, xin anh tha cho tôi lần này. Dương Ân đang vô cùng hoảng loạn, gần như bật khóc phan nài. Chân anh ra còn run bần bật. Sở bắc, hay, anh giúp cậu ấy đi. chương 444 Dương Ân vô cùng hoảng loạn. Kinh rồi, gọi cả Remy Martin cơ à. Không ngờ thằng nhà quê này lại giàu thế đấy. Được rồi, không chặt tay nữa cũng được, tao cho mày hai sự lựa chọn. Một là bồi thường tổn thất tinh thần cho bạn gái tao, không nhiều đâu, 500.000 thôi là được. Thấy anh lục dơ năm ngón tay lên, tia hy vọng mong manh của Dương Ân lập tức tan biến. Đến chu lệ cũng tái mặt theo. Đừng nói là 500.000, đến 50.000, họ còn không có nữa kìa, giờ lấy gì mà đền cho người ta đây? Anh ơi, còn cách thứ hai là gì ạ? À? Dương Ân dè giặt hỏi. Anh lục thản nhiên nhìn cậu ta với vẻ đầy hàm ý cách kia thì rất đơn giản không cần đền tiền đâu dương ân ngẩn ra còn anh lục thì nói tiếp nếu ngay bây giờ mày có thể tìm một em ngon hơn bạn gái tao để tao thay đổi khẩu vị thì tao sẽ tha cho mày cái gì nghe thấy thế không chỉ dương ân mà những người cũng nghệt mặt ra điều kiện quái quỷ gì vậy anh lục anh không đùa đấy chứ dương ân thần người ra vẻ mặt tang thương như nhà có người mất cậu ta có quen biết ai ở đây đâu dù có mấy người bạn học cùng cấp 3, nhưng biết đi đâu tìm hàng cực phẩm cho anh Lục này bây giờ. Mày thấy tao giống nói đùa không? Anh Lục thản nhiên nhìn Dương Ân, tao cho mày 5 phút, chọn tiền hay người đẹp thì tùy, nếu không tao sẽ lại chặt tay mày. Quyền quyết định nằm trong tay mày đấy, tự chọn đi. Suốt lời, anh Lục khoanh tay rồi ngồi dựa vào ghế, như thể không liên quan gì đến mọi chuyện ở đây. Chuyện, này, chương 445 cậu ta là cái thá gì chứ? anh lục ừm đây là chị họ của tôi từ vóc dáng đến gương mặt đều không chê vào đâu được anh xem có ưng không nếu anh thích thì tôi giới thiệu cho anh dương ân nghiến răng nói lúc nói ra những lời này cậu ta cũng thấy hơi thấp thỏm dẫu sao lạc tuyết cũng là người đã có gia đình nếu anh lục không ưng thì cậu ta xong đời nhưng dương ân vừa nói dứt câu thì tất cả mọi người đều sững sờ nhất là lạc tuyết và chu cầm mặt họ tái nhợt tức đến mức thở không ra hơi. Lúc Dương Ân nhìn về phía Lạc Tuyết, cô đã thấy có một dự cảm không lành rồi. Nhưng cô không ngờ là cậu ta dám giới thiệu cô cho kẻ khác để bảo vệ cho bản thân. Cậu ta dựa vào đâu chứ? Cậu ta là cái thá gì chứ? Đúng là phí bữa cơm này của cô rồi. Đến Sở Bắc cũng lạnh mặt xuống. Một tia sát ý xẹt qua trong mắt anh. Không chờ anh Lục trả lời, Chu Lệ đã gật đầu như gà mổ thóc. Đúng đúng cậu bạn trẻ, đây là cháu gái tôi, nếu các cậu ưng thì tôi sẽ giúp cho. Con bé sinh thế này cơ mà, kiểu gì cũng làm các cậu hài lòng. Miễn sao, cậu tha cho con trai tôi là được. Hai mẹ con họ lại tiếp tục tung hứng với nhau, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của sở bắc và lạc tuyết. Các người, thấy họ không chút kiêng kỵ giao dịch mình như một món hàng với người khác như vậy, lạc tuyết giận tím mặt. Cô định nói gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu dù sở bắc chưa lên tiếng, nhưng khí thế lạnh băng dần toát ra từ người anh. Chị họ của cậu thì đẹp đến đâu, nếu là dạng soàng xoàng thì ông đây không thèm đâu đấy. Anh lục hừ một tiếng, rõ ràng không có hứng thú lắm. Nhưng khi hắn vừa nghiêng đầu nhìn theo hướng Dương Ân chỉ thì đã lập tức xứng người. chương 446 ai mà dám tranh gái với anh Lục chứ? Thoáng cái, hắn đã bị hấp hồn. Hắn thầm thấy hơi ảo não, sao có một người đẹp siêu cấp ngồi trước mặt mà đến giờ hắn mới nhìn thấy. Sơ suất quá. Anh Lục, đây là chị họ của tôi, giờ tôi giới thiệu chị ấy cho anh, anh xem có được không? Dương Ân lắp bắp rồi chớp mắt nhìn anh Lục. Dáng vẻ lúc này của cậu ta còn thua chó nhà có tang. Chu Lệ đứng phía sau cũng cuống đến độ vã mồ hôi. Nếu bà ta mà được quyết định thì đã lập tức ném lạc tuyết lên giường của anh Lục rồi. Ừm, được đất, chờ tao tán đổ em này thì mày được biến. Thấy có người đẹp một cái, An Lục đã bị hấp hồn ngay, không còn tâm trạng để ý đến Dương Ân nữa. Chật chật, chào người đẹp, ban nãy anh hơi nóng nên làm em sợ đúng không? Nhưng em đừng lo, bình thường anh hiền lắm. Anh Lục thay đổi ngữ điệu, khi nhìn sang lạc tuyết, hắn còn bày ra vẻ nho nhã. Lúc nói ra những lời này, mắt hắn như muốn rớt ra ngoài, chỉ mong sao có thể vồ vào người lạc tuyết ngay lập tức tên đàn em ở sau lưng hắn cũng đang chố mắt ra nhìn. Dù gã đã từng thấy rất nhiều người đẹp, song thuộc hàng thượng thừa như lạc tuyết thì không dễ mà gặp được đâu. Hi hi, anh Lục, đúng là tiên nữ dáng thế, hôm nay anh được hời rồi. Chúc mừng anh Lục, chúc mừng anh lại ôm được mỹ nhân về. Anh Lục, tối nay động phòng hoa trúc thì đừng quên bọn em nhé. Dù đám đàn em của hắn đang rất nổi hứng, song không dám thể hiện ra ngoài ai mà dám tranh gái với anh Lục chứ? Chỉ cần đổi cách chúc mừng là được rồi. Ha ha, được được, chỉ cần tối nay anh đây được ôm người đẹp vào lòng thì chúng mày cứ ăn chơi xả láng, anh bao tất. Anh Lục vỗ ngực, trông như thể đã nên đôi với Lạc Tuyết rồi. Người đẹp, mình làm quen nhé, anh là La Lục, người ở đây thường gọi là anh Lục. Nể mặt anh, bọn mình sang phòng bao khác vừa ăn vừa hâm nóng tình cảm đi. Anh Lục mỉm cười gian trá, lộ ra hàm răng vàng khè, trông rất sung tục. chương 447 sở bắc cũng giỏi đánh đấm quá nhỉ. Anh Lục không để bụng, tiếp tục mỉm cười rồi định chạm vào tay Lạc Tuyết. Thu tay về đi, thấy hắn sắp chạm vào Lạc Tuyết, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên. La Lục ngẩn ra, còn chưa kịp nhìn xem là ai nói. Vù, một thứ gì đó xẹt qua mắt hắn. Cộp, sở bắc đập cây gậy trúc vào tay La Lục. Giác, tiếng xương gãy vang lên a à, tay của tao la lục kêu gào thảm thiết mắt thì trợn ngược mặt mày nhăn nhó cơn đau vì gãy xương khiến hắn run rẩy thằng kia mày là ai dám gây chuyện với ông ông phải giết mày la lục cố nhịn đau ngẩng lên nhìn sở bắc hắn tỏ vẻ như sẽ quyết sống mái với anh đám đàn em sau lưng hắn cũng đầy căm phẫn thằng chó mày chán sống rồi phải không dám đánh anh lục bố phải đập chết mày. Cả đám cất giọng mắng chửi rồi xông lên định đánh sở bắc. Thấy thế, chu cầm và lạc tuyết đều sợ hết hồn. Họ vừa tức vừa sợ, nhưng không biết phải làm thế nào. Còn chu lệ và dương ân ở phía đối diện lại thở phào một hơi. Họ đang mừng thầm. Chỉ cần anh lục này không gây phiền phức cho họ là được. Ngoài ra, họ sẽ mặc kệ hết. Xong, sở bắc vẫn bình thản ngồi im một chỗ. Anh chỉ dơ một chân lên, băng ghế dài ở phía trước lập tức bị đá bay, sau đó đập chúng vào người của mấy tên lưu manh đó. Trông sở bắc chẳng có vẻ mệt nhọc gì, nhưng đám kia đã bị thương nặng. Họ bay lùi lại rồi ngã sóng xoài, mãi không đứng dậy được. chương 448, quá đáng. Thế nào là quá đáng? La lục tái mặt, lúc hỏi còn lùi lại vài bước để tạo khoảng cách với sở bắc. suốt lời, hắn lại trợn mắt lườm dương ân. Thằng khốn, mày bảo giới thiệu chị họ mày cho tao cơm mà giờ thế này là sao mày đùa tao à Dương Ân chỉ biết hoang mang khi nghe La Lục chất vấn cậu ta vốn định lôi lạc tuyết làm tấm lá chắn ai ngờ lại bị sở bắc phá hỏng mất kế hoạch giờ mà lại khiến La Lục nổi điên lên thì rách việc anh anh Lục chỉ là hiểu lầm thôi không liên quan đến tôi Dương Ân sợ mất mật vội vàng xua tay sau đó cậu ta ngoái lại nhìn sở bắc rồi chửi bới họ sở kia anh thích gì hả định gây khó dễ cho tôi đúng không đúng đấy tiểu tuyết cháu cũng thật là dương ân vừa nói dứt câu thì chu lệ cũng phụ họa theo ngay cháu nhìn xem mình tìm được một người chồng như thế nào đi đã ăn bám rồi còn chuyên gây họa thế mà vẫn cứ dư khư khư ấy dì thấy cháu đi theo cậu này được đấy chắc chắn tiền đồ sau này sẽ sán lạn chu lệ và dương ân tung hứng với nhau nhưng khi nghe họ nói xong, mặt lạc tuyết càng thêm nhăn nhó. Gì, gì nói thế mà nghe được à? Từ cậu ấy gây ra lỗi, tại sao lại bắt cháu phải chịu thay? Lúc này, lạc tuyết đã tức đến mức tái mặt. Nếu hai người không phải người thân của cô thì cô đã nổi đóa với họ rồi. Tiểu tuyết nói phải đấy, hai mẹ con nhà gì đúng là quá đáng. Chu cầm tức nổ phổi, mẹ con chu lệ làm vậy có khác nào trèo lên đầu lên của mẹ con bà ta đâu dù bà ta rất ưa sĩ diện, nhưng cũng không thể để bị thiệt thân được. Quá đáng, thế nào là quá đáng? Chu Lệ nghe thấy thế thì càng điên tiết hơn. Chị, em nói cho chị biết, em chỉ có mỗi thằng con trai này thôi, lẽ nào chị nhẫn tâm nhìn nhà em tuyệt hậu sao? Và lại, mẹ con em chỉ bảo con gái chị kết bạn với đại ca này thôi, chứ có cắt miếng thịt nào của nó đâu mà chị loạn lên thế. Mang tiếng là chị em, giờ chị có tí tiền vào nên coi thường nhà em rồi đúng không? Chu Lệ vừa nói xong thì Dương Ân cũng tiếp lời. "Chương 449, chỉ cần chị đi theo cậu ấy thì sẽ đổi đời luôn đấy." Dù bà ta và Chu Lệ là hai chị em gái thì Chu Lệ cũng không thể nói như thế được. Nhất là Lạc Tuyết, cô cắn chặt môi dưới, chỉ muốn tát cho Chu Lệ và Dương Ân mỗi người một cái. Để chuộc lỗi cho con trai mình mà Chu Lệ bắt cô phải đi cùng với người đàn ông khác ư? Còn có cấp độ nào hơn nữa không? Cô sống ngần ấy năm trên đời, nhưng chưa từng phải tức thế này bao giờ. Lúc này, sở bác ở bên cạnh cũng lạnh mặt đến mức đáng sợ. Nếu không nể mặt lạc tuyết thì hai mẹ con nhà kia đã mất mạng rồi. Được rồi. Đúng lúc này, anh lục mãi mới nhịn được cơn đau cũng đã mất hết kiên nhẫn. Hắn nhìn chằm chằm vào sở bắc. Nghe chừng, mày là chồng cô ấy hả? Nghe thấy thế, mặt sở bắc vẫn không đổi sắc. Chu lệ và dương ân thì trột dạ. Anh lục, họ sở kia đúng là chồng của chị họ tôi, nhưng họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Đúng đúng, là vậy đấy, cậu đừng chê nhé. Sợ la lục không ưng lạc tuyết rồi chút giận lên đầu mình, hai mẹ con chu lệ vội vàng giải thích. Ai ngờ, la lục lại cười lạnh với vẻ cực kỳ nham hiểm. Không sao, thế mới thú vị chứ. Chật, kiểu gì hôm nay tao cũng phải có được cô gái này. Sứt lời, hắn tỏ vẻ mất kiên nhẫn nhìn sở bắc. Thằng kia, tao cho mày một cơ hội cuối dâng vợ này lên cho tao rồi cút ngay nếu không tao vừa chiếm vợ mày vừa lấy mạng mày luôn đấy la lục như đã phát điên mắt đỏ ngầu giọng khàn đục đôi mắt hắn đầy vẻ sát khí thấy thế chu cầm và lạc tuyết sợ hết hồn họ chưa từng gặp phải chuyện này bao giờ nên nhất thời không biết phải làm sao đúng họ sợ kia tôi khuyên anh nên biết điều một chút không thì tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho anh Dương Ân thấy thế thì thở vào một hơi rồi quát to. Tiểu tuyết, thằng ăn hại này sao bằng anh lục đây được? Chỉ cần chị đi theo cậu ấy thì sẽ đổi đời luôn đấy. Chị còn cố chấp làm gì nữa? Là người nhà nên em mới nghĩ cho chị đấy. chương 450, tôi không nhắc lại nữa đâu. Anh, Lạc Tuyết thật sự đã phát điên. Trong lúc đó, chợt có tiếng gậy trúc vang lên sau lưng cô. Sở Bắc đã bước tới. Tôi đã cho anh cơ hội rồi, nhưng tiếc là anh đã bỏ lỡ sở bắc khẽ lắc đầu giọng nói vẫn bình thản như cũ không biết tại sao la lục trượt lạnh toát hắn bỗng có một dự cảm không lành mày mày định làm gì la là lục trợn mắt nhìn sở bắc rõ ràng trong lòng đang rất hoảng sợ tao cảnh cáo mày tao là người của anh long đấy anh ấy đang ăn cơm trên tầng mày mà làm gì tao thì anh ấy sẽ đập mày chết la lục lạnh mặt uy hiếp nhớ tới long tam Hắn bỗng có dũng khí hơn. Lạc Tuyết và Chu Cầm nghe thấy thế thì hoảng sợ. Đương nhiên họ cũng biết đến tiếng tăm của Long Tam. Đó là ông vua của thế giới ngầm ở Tân Hải, người mà không một ai dám chọc giận. Không ngờ người chống lưng cho La Lục lại là Long Tam. Thế này thì phiền phức rồi. Nhưng Sở Bắc vẫn không tỏ thái độ gì. Hơn nữa, sau khi nghe La Lục nói vậy, anh chợt có vẻ mặt rất lạ. Long Tam à, hay đấy. Nói rồi, Sở bắc hờ hững xua tay rồi ngồi xuống. Tôi cho anh 5 phút để gọi anh ta đến đây, nếu không thì đừng ai hỏng đi đâu. Quỳnh, giọng nói của sở bắc như tiếng sấm giữa trời quang vang lên bên tai mọi người. Lúc này, La Lục đã tái mặt. Chút súng khi ít ỏi ban nãy đã bay hết sạch. Thế nhìn sở bắc, hắn lại thấy như mình đang đối mặt với thần linh. Thằng kia, mày chắc chưa? Mày có biết Long Tam là ai không? La Lục nghiến răng không còn vẻ hống hách như trước nữa. Thậm chí còn có cảm giác rụt rè. Tôi không nhắc lại nữa đâu. Sở bác chậm rãi ngẩng đầu lên, dưới cặp kính dâm như vực sâu không đáy. Chỉ liếc nhìn một cái là la lục thấy ra đầu mình tê dại ngay. Hắn vô thức lùi lại, nếu không có bức tường để dựa vào thì chắc đã ngã rồi. Được, mày chờ đấy, để tạo gọi anh Long, đến lúc đấy xem mày còn vinh váo được nữa không. Nói rồi, la lục kiêng rè nhìn sở bắc. Hắn cắn răng lấy điện thoại ra rồi gọi vào một dãy số. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 451 to gan đấy. Có gì thì nói mau, tao không rảnh để quan tâm mày là ai đâu. Long Tam ở phía bên kia có vẻ mất kiên nhẫn nên cất giọng không hề khách sáo chút nào. Ở phía bên này, không chỉ La Lục mà đám đàn em sau lưng hắn cũng đều sợ hết hồn vía người mà La Lục đang nói chuyện chính là Long Tam Ông Trùm của thế giới ngầm tại Tân Hải. Một câu nói của người này đủ sức nặng để quyết định sự sống còn của họ. Anh Long, anh nghe em giải thích đã. Chuyện là thế này, em đang gặp chút phiền phức ở nhà hàng Duyên Lai. Thằng đó chẳng những đòi xử em, mà còn không coi anh ra gì, em không nuốt trôi cục tức ấy được nên mới gọi cho anh, anh xem. La Lục lắp bắp trình bày. Sai khi kể lại sự việc xong, hắn im lặng chờ Long Tam trả lời có mỗi cái chuyện bé như mắt mũi ấy mà mày cũng phiền đến tao à. Long Tam ở phía bên kia càng cất giọng lạnh lùng hơn, khiến La Lục sợ đến mức suýt tè ra quần. Anh Long, không phải em cố ý quấy rầy anh đâu, mà tại thằng đó quá ngông nghênh, nó không coi anh với Long Hổ Môn ra gì hết. Thậm chí ngay ban nãy, nó còn mắng anh và đòi san bằng Long Hổ Môn đấy ạ. À. Trong lúc quá sợ hãi, La Lục bắt đầu thêm thất tình tiết. Qua lời nói của gã, sở bắc trở thành một người cực kỳ xấu xa và khiến hắn phải chịu nhiều oan ức lạc tuyết và chu cầm nghe thấy thế thì vô cùng bất bình định cắt ngang lời la lục nhưng không dám dù họ có thấy uất ức đến mấy thì cũng phải cố mà chịu thôi chu lệ và dương ân thì tỏ thái độ rất bàng quan chỉ cần họ được yên thân là đủ còn sở bắc sống hay chết thì họ mặc chỉ có sở bắc là bình chân như vậy hệt như không nghe thấy gì gương mặt anh bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Hả, dám ăn nói ngông cuồng thế ư, to gan đấy. Long Tam hừ lạnh một tiếng như đã nổi giận. Vâng anh, nó rất coi thường anh và Long Hổ Môn, cho nên mình phải dạy cho nó biết thế nào là lễ độ anh ạ. La Lục nghe thấy thế thì vội vàng thêm mắm thêm muối ngay. chương 452, yên tâm, có anh ở đây rồi. Chật chật, dám động tới người của Long Hổ Môn, phe này mày có chạy đằng trời con ạ. Lúc này, không chỉ la lục, mà đến đàm đàn em sau lưng hắn cũng bắt đầu vinh váo vì có chỗ dựa. Long Tam là danh sưng đại diện cho thực lực tuyệt đối ở Tân Hải. Một khi gã đích thân xuất mã, đừng nói là cái thằng vô danh tiểu tốt này, đến các nhân vật lớn còn phải rè chừng. Long Hổ Môn, Chu Lệ và Dương Ân lẩm bẩm cái tên này, dù không biết nó có nghĩa là gì. Nhưng ngay sau đó, hai mẹ con họ đã giật bắn mình. Giờ họ chỉ muốn tìm khe hở nào để chui xuống, vì sợ Long Tam nghe thấy câu nói vừa rồi của họ. Chu cầm và lạc tuyết nhăn mặt với vẻ đầy lo lắng. Sở bắc, hay mình về đi. Lạc tuyết lo sở bắc lại rước thêm phiền phức vào người, không dừng lại đắc tội với Long hổ môn vì đám người cặn bã này, thật sự là không đáng. Yên tâm, có anh ở đây rồi. Sở bắc lắc đầu an ủi với giọng điệu rất tự tin. Nhưng, định chuồn à, ha ha, không có mùa xuân ấy đâu. Lạc Tuyết định khuyên nhủ thêm, nhưng La Lục đã cười lạnh ngắt lời. Thằng kia, trước khi anh Long tới thì mày hãy biết điều ngồi yên đấy. Vì dù mày có chạy tới chân trời góc bể thì Long hổ môn vẫn sẽ tìm ra thôi. Còn em, La Lục nhìn sang Lạc Tuyết rồi liếm môi, ánh mắt rực lửa. Còn em thì chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ chờ anh đi, anh sẽ dành trọn đêm nay cho em, ha ha. Bụp, La Lục ngửa cổ cười đắc ý. Nhưng hắn mới cười được mấy tiếng thì chợt hoa mắt chóng mặt vì đau nhói. Một tiếng động vang lên, hắn đã bay ngược ra sau. Người hắn va vào bàn ăn, làm đồ ăn thức uống bắn hết lên người, trông rất nhếch nhác. Còn dám nói sằng bậy thêm một câu nữa, tôi sẽ cắt lưỡi anh. Chương 453, dám đánh người của tao, to gan đấy nhỉ. Thằng chó, mày cứ chờ đấy, khi nào anh Long đến, mày chết là cái chắc. Xong, Sở Bác vẫn không quan tâm trong mắt anh chợt lóe lên một vẻ sâu xa. Bình tĩnh, đợi Long Tam đến xem anh ta sẽ giúp ai. Ha ha. Nghe thấy thế, La Lục cười điên cuồng. Hắn nhìn Sở Bác với vẻ đầy khinh bỉ và coi thường. Mày nghĩ mình là ai hả? Anh Long mà đến thì đương nhiên sẽ giúp tao rồi. Vẫn còn một chút thời gian, có tâm nguyện gì thì nói đi, không là hết cơ hội đấy. Sau câu nói đó, cả phòng bao đều im lặng. Lạc Tuyết và Chu Cầm đang rất sợ hãi một người lo cho sở bắc một người sợ mình bi liên lụy còn chu lệ và dương ân thì chẳng dám thở mạnh đúng lúc này bỗng một tiếng động mạnh vang lên cửa phòng bị đạp mở một cách thô bạo long tam mặc bộ vest màu lam đi giữa vòng vây của một đám thanh niên đứa nào to gan dám coi thường long tam tao và long hổ môn thế hả ra đây cho tao xem nào long tam cất giọng hờ hứng chất giọng rất ra dáng vương giả La Lục vừa nhìn thấy Long Tam một cái thì quên cả vết thương trên mặt mà khóc lóc chạy tới kể tội ngay. "Anh Long, cuối cùng anh cũng đến rồi, là thằng này, nó vừa đánh em, vừa đòi xử lý anh." Thấy La Lục nước mắt nước mũi tèm lem, Long Tam cau mày nhưng không quan tâm. "Dám đánh người của tao, to gan đấy nhỉ?" Long Tam nhíu mày rồi cất giọng hờ hững. Nhưng khi nhìn thấy Sở Bắc thì gã chợt đứng hình. Như không tìm vào mắt mình, Long Tam phải đưa tay lên dụi mắt sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm thì lập tức ngã khuỵ. Gã giật khóe miệng rồi nuốt nước miếng, mà không nói được gì. Anh Long, nó đây ạ, à, ăn nói ngông cuồng lắm, anh đừng tha cho nó. chương 454 gã thật sự thấy sợ sở bắc. Thậm chí, chỉ cần Long Tam nói một câu thôi là có thể cho sở bắc này thăng thiên luôn rồi. Anh chắc chưa? Sở bắc vẫn bình chân như vậy, thậm chí còn chẳng thèm ngước lên nhìn anh thử hỏi long tam xem anh ta có dám động vào tôi không ha ha thằng kia buồn cười chết mất thứ vô danh tiểu tốt như mày tao thấy la lục nghe thấy thế thì bật cười ha hả nhưng hắn còn chưa nói hết câu thì đã phải ngừng lại thay vào đó là tiếng bạt tai vang lên chát la lục ngã lăn ra đất mặt hẳn rõ vết tay đỏ ửng hả thấy thế mọi người đều ngẩn ra cả lạc tuyết và chu cầm cũng vậy sao tự nhiên la lục lại bị đánh hơn nữa người ta tay còn là long tam anh long em chửi thằng đó mà sao anh lại đánh em la lục che má rồi cất giọng đầy tuổi hơn hắn thật sự không hiểu tại sao long tam lại làm vậy đánh mày tao còn muốn giết mày nữa kia long tam trợn trừng mắt như thể sắp ăn tươi nuốt sống la lục đến nơi la lục sợ đến mức nuốt nước miếng toàn thân run rẩy không dám thở mạnh đám đàn em của hắn ở phía sau cũng cúi gằm mặt xuống, sợ bị Long Tam nhắm vào. Xong xuôi, Long Tam mới ngoảnh lại nhìn về phía sở bắc rồi mỉm cười. Cậu sở, hóa ra là cập cũng đến đây ăn à. Trùng hợp quá, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Giọng nói của Long Tam chứa đầy vẻ kính nể và một chút sợ hãi. Gã thật sự thấy sợ sở bắc. mươi 455 đám này chết không hết tội. Cảnh tượng kỳ quái này đức vượt khỏi tưởng tượng của họ lúc này mặt la lục đang trắng bệch như tờ giấy hắn không phải kẻ ngốc nên có thể hiểu rõ tình hình hiện giờ ngay đến anh long cũng phải khép nép trước mặt tên họ sở này ư vậy mà hắn lại dám nhòm ngó đến người phụ nữ của anh thôi thế là thôi xong đời rồi la lục nhìn đi hướng khác với vẻ đầy tuyệt vọng đám đàn em của hắn thì vẫn cúi gằm mặt hiểu lầm ư hiểu lầm hay quá nhỉ sở bắc cất giọng thở ơ không rõ thái độ thế nào. Long Tam, tôi không ngờ anh lại oai thế đấy. Câu nói ấy khiến Long Tam run rẩy, chán bắt đầu túa mồ hôi. Cậu sở, tôi thật sự không biết cậu đang ở đây, tất cả là kế ly gián của tên họ La này. Long Tam đảo mắt nhìn La Lục đang run rẩy dưới đất mà tức điên người. La Lục, mày mau nói rõ cho tao nghe chuyện này rốt cuộc là sao? Không tao đập chết mày bây giờ. Long Tam gầm lên, làm La Lục giật bắn mình anh long chuyện này em không cố tình đâu ạ à. la lục lắp bắp mãi mới nói xong một câu sau đó quỳ xuống trước mặt sở bắc và lạc viết anh sở tôi biết lỗi rồi tôi biết lỗi rồi ạ à. chị lạc tôi không phải người lẽ ra tôi không nên có suy nghĩ cản rỡ với chị tôi dập đầu xin lỗi hai anh chị mong hai anh chị tha cho tôi lần này mặt la lục méo xệch như sắp khóc đến nơi đám đàn em của hắn thì đều rụt cổ lại như con rùa tình thế hoàn toàn xoay chuyển. Chúng, mày, chúng mày, to gan lớn mật thật đấy. Nghe thấy chuyện la lục còn dám mơ tưởng đến vợ của sở bắc thì sợ tái mặt. Ngực gã phập phòng, nhưng không biết phải nói thế nào. Đám này được sống đến lúc này là may lắm rồi. mươi 456 trong mắt họ chỉ còn lại sự sợ hãi. Tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, tôi không thể chết được. Tôi còn chưa lấy vợ sinh con, xin anh tha cho chúng tôi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Cả căn phòng vang lên tiếng khóc và tiếng cầu xin. La Lục đứng còn không vững, thậm chí chẳng còn sức mà cất lời. Lạc Tuyết và Chu Cầm thì nuốt nước miếng, không hiểu ra làm sao. Cảm giác coi mạng người như cỏ rác thế này thật kinh khủng. Còn Chu Lệ và Dương Ân thì đã đờ đẫn, Thậm chí họ còn không dám thở mạnh vì lo sợ bác chú ý đến mình. Dạy cho họ một bài học là được rồi, đừng tuyệt tình thế sở bắc cất giọng thản nhiên, một câu quyết định vận mệnh của nhóm la lục. Vâng thưa cậu sở, Long Tam thở vào một hơi, nhưng khi nhìn sang la lục thì lừ mắt. Còn ngây ra đó à, lôi đám này xuống chặt đứt hết tay chân rồi tống ra ngoại thành làm ăn xin. Lăn lộn trong giới này bao năm, đương nhiên Long Tam có thể hiểu được ý của sở bắc. Chỉ cần không xảy ra án mạng thôi, còn đâu phải xử mạnh tay hết mức có thể. Long Tam vừa nói dứt câu, nhóm la lục như nghe thấy sét đánh bên tai mặt họ tái mét với vẻ đầy hối hận và sợ hãi nếu biết trước sở bắc có thân phận thế này dù có cho một trăm lá gan thì họ cũng không dám gây chuyện với sở bắc và lạc Tuyết. nhưng tiếc là giờ đã quá muộn rồi đến cơ hội hối hận cũng không còn nữa bọn họ đã bị người của long tam lôi đi chẳng mấy chốc căn phòng đã yên tĩnh trở lại chỉ có tiếng hít thở mạnh của mẹ con dương ân trong mắt họ chỉ còn lại sự sợ hãi cả hai mẹ con không dám ho he một câu còn hai người sở bắc ngoái lại rồi hướng đôi mắt sâu thăm thẳm về phía chu lệ và dương ân hai mẹ con họ sợ hết hồn sở bắc chúng ta là người một nhà là họ hàng gần cậu không được làm gì chúng tôi hết tiểu tuyết chị hai người nói gì đi chứ em là em ruột của chị đấy chu lệ gào khóc rồi níu kéo tình thân còn Dương Ân thì không còn dũng khí lên tiếng nữa. Dùng từ nhu nhược để nhận xét về cậu ta cũng chưa đủ. Sở bắc cao mày rồi im lặng. Giờ mới nhận người thân và xin tha ư. Thế sao ba nãy còn làm vậy? chương 457, anh vất vả rồi. Chu Cầm và Lạc Tuyết nhìn nhau, cảm thấy hơi khó xử. Sau những gì mà hai mẹ con Dương Ân đã làm, dù sở bắc có đuổi cùng giết tận cũng không hề quá đáng nhưng dẫu sao Chu Lệ cũng là em gái của Chu Cầm. Mối quan hệ máu mủ này không thể cắt đứt được. Sở Bắc, tôi thấy hay bỏ qua đi, dẫu sao cậu với Tiểu Tuyết cũng chưa làm sao cả. Chu Cầm suy nghĩ một lát rồi vẫn mềm lòng. Lạc Tuyết thở dài rồi kéo ống tay áo Sở Bắc, nghe lời mẹ đi, không thì cũng chẳng còn cách nào hay hơn. Đúng đúng, Sở Bắc, dì xin lỗi cháu, thật lòng xin lỗi. Chuyện hôm nay, mình xí xóa nhé. Người một nhà cả mà chu lệ lập tức gió chiều nào theo chiều ấy, còn lời xin lỗi của bà ta thì không có một chút thành ý nào. Được, mọi người tự giải quyết với nhau đi. Sở Bắc lắc đầu rồi quay mặt đi. Vừa nhìn là anh biết hai mẹ con nhà này không chịu an phận rồi. Lần này anh tha cho họ, chỉ e lần sau họ còn quá quắt hơn. Sở Bắc cũng chỉ nhắc nhở vậy thôi, nếu họ không biết hối cải thì đừng trách anh là ác. Được được, mẹ con gì sẽ tự lo liệu, giờ nhà gì về đây? không làm phiền mọi người nữa. Chu lệ tươi cười, song ánh mắt vẫn có vẻ căm hận. Bà ta đỡ con mình đang mềm như sợi bún lên rồi rời đi. Chu cầm thấy thế thì do dự một chút rồi đuổi theo. Chẳng mấy chốc, căn phòng vốn đông đúc chỉ còn lại sở bắc, lạc tuyết và long tam. Dù mọi chuyện đã được giải quyết xong, nhưng chưa được sở bắc cho phép thì long tam chưa dám về. Việc tôi giao, anh đã tra xong chưa? Long Tam ngẩn người rồi cúi xuống giải thích. Cậu sở, có một chút manh mối rồi, nếu có tiến triển hơn thì tôi sẽ báo cho cậu ngay. Anh vất vả rồi. Sở Bắc gật đầu, sau đó đưa Lạc Tuyết đến nhà trẻ đón con luôn. Chương 458 nghĩ tới con gái là Lạc Tuyết mềm lòng ngay. Tôi. Lạc Tuyết bần thần, định hỏi nhưng lại thôi. Mãi sau đó, cô mới nói, tại sao? Tài xế taxi nghe thấy vậy thì không hiểu ra làm sao, chỉ có Sở Bắc là rõ như ban ngày. Anh chỉ lắc đầu mà không trả lời rõ ràng. Không có gì, giờ chưa phải lúc, rồi có một ngày em sẽ biết thôi." Sở Bắc cất giọng dịu dàng. "Không phải anh muốn giấu Lạc Tuyết, mà có nhiều chuyện khá phức tạp, giờ để cô biết chưa chắc đã tốt." "Ừm, dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng Lạc Tuyết cũng không hỏi nữa. Một lát sau, Sở Bắc chợt nhớ tới chuyện gì đó. "À, mai mình đi mua xe đi, chứ cứ gọi taxi cũng bất tiện." "Hả?" Lạc tuyết ngây người rồi cười khổ lắc đầu. Hay thôi đi, dù chúng ta có 300 000 nhưng mở cửa hàng cần nhiều chi phí lắm, chuyện xe cộ để sau đã. Sở Bắc cười nói, tiền mở cửa hàng em không phải lo, chứ giao cho anh. 300 000 có thể mua được một chiếc xe khá ra phết đấy, có xe rồi thì tâm nhi đỡ phải dầm mưa dãi nắng. Được, nghĩ tới con gái là lạc tuyết mềm lòng ngay. Mai mà họ đi mua xe thì chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao hai người đi tới trường mẫu giáo rồi đón tiểu vũ tâm về biệt thự. Cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi, ai dè vừa vào nhà đã nghe thấy giọng nói khiến người ta chán ghét. Chật chật, chị ơi, căn biệt thự này của nhà nhỉ đẹp phết nhỉ. Đúng đấy gì, biệt thự to quá, chắc nhiều tiền lắm phải không? Vừa vào nhà, Lạc Tuyết và Sở Bắc đã thấy hai mẹ con Chu Lệ đang nhận xét về căn biệt thự với vẻ nghiền ngẫm. Ờ, mấy triệu gì đó, cũng tạm thôi ấy mà. Chu cầm ngồi trên sofa rồi thư thái xua tay như đại gia. Thấy thế, sở bắc và lạc tuyết chỉ biết cạn lời. chương 459, sao thế chị, hay chị tiếc với mẹ con em? Cô định ngăn cả mẹ mình, nhưng đã chậm mất một bước. Ừ, đầy phòng. Chu cầm đắc ý hất hàm rồi nói. Lạc tuyết giơ tay đỡ chán, thầm nghĩ thế là xong. Quả nhiên, Chu lệ lập tức bộc lộ ý đầu ngay nếu còn nhiều phòng chống thì em với dương ân ở lại đây nhé thuê khách sạn cũng tốn tiền tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy dương ân cũng hùa theo đúng đấy bác ở đâu mà chẳng như nhau mẹ con cháu đã đến đây rồi thì ở đây luôn nhé không chờ chu cầm đồng ý hai mẹ con họ đã hào hứng đi chọn phòng ơ ờ, khoan chu cầm đần mặt ra ba ta chỉ định khoe khoang một chút thôi chứ không định cho hai mẹ con dương ân ở lại đây sơ suất thế nào để họ nắm thóp rồi. Chu cầm tức anh ách mà không biết phải làm sao. Mẹ, nếu vậy rồi thì kệ cho mẹ con gì ấy ở đi, có mấy hôm thôi mà. Đúng lúc Chu cầm đang thấy khó xử thì Lạc Tuyết đã đứng ra hòa giải. Thật lòng mà nói, Lạc Tuyết cũng muốn để hai mẹ con nhà kia ở đây. Nhưng mẹ cô đã nói vậy rồi thì sao đuổi người ta đi được nữa? Ôi cha, cháu gái gì hiểu chuyện quá. Chu Lệ mỉm cười đắc ý, hoàn toàn phớt lờ Sở Bắc. Sao thế chị, hay chị tiếc với mẹ con em? Chu Cầm thần người ra rồi vội xua tay, làm gì có, nhà thiếu gì phòng đâu, mẹ con gì thích ở lại bao lâu thì ở, mình là người một nhà mà tiếc cái nỗi gì. Vâng, bác nói chí phải, mẹ ơi, hay mình ở thêm vài ngày đi, dẫu sao về cũng có việc gì làm đâu. Dương Ân nghe thấy thế thì lập tức tận dụng cơ hội ngay. Được, nếu bác con đã nhiệt tình thế thì mình cứ ở thêm mấy ngày. Chu Lệ đồng ý ngay, được ăn ở miễn phí thì tội gì bà ta không ở lại thêm mấy ngày. Chương 460 cuối cùng chọn hai căn phòng tốt nhất vào ở. Anh không hề quan tâm đến chuyện mẹ con Dương Ân đến đây ở. Chỉ cần họ biết điều thì anh cũng mặc kệ. Nhưng nếu họ gây chuyện thì anh sẽ xử đến nơi. Sở Bắc không thiếu gì cách có thể khiến họ phải hối hận cả đời. Nói chuyện là chuyển luôn. Chu Lệ và Dương Ân không muốn chậm trễ thêm chút nào nữa lập tức chuyển hết đồ đạc vào, chọn tới chọn lui mất đến một hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng chọn hai căn phòng tốt nhất vào ở. Nhìn họ giống như hận không thể ép lạc tuyết nhường lại căn phòng tốt nhất vậy. Trong nhà bỗng chốc nhiều thêm hai người, còn là hai người khá đáng ghét. Bầu không khí lập tức trở nên một ngạt. Chưa nói đến lạc vũ tâm không còn hoạt bát như trước, mà ngay cả lạc tuyết cũng luôn giàu dĩ không vui. Lăn qua lăn lại mãi mới đến buổi tối, cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi, nhưng Chu Lệ và Dương Ân lại hoàn toàn không có ý định đi ngủ. Sau mấy lần muốn nói lại thôi, Chu Lệ vẫn cất lời. Chị hai, thật ra mẹ con chúng em đến đây là còn có một việc muốn làm phiền chị. Nghe nói như vậy, sở bác khẽ nhíu mày. Trong lòng lạc tuyết chợt căng thẳng, vô thức cảm thấy, hai mẹ con này tuyệt đối không có chuyện tốt gì. Chu Cầm cũng hơi sửng sốt, nhưng rồi vẫn gật đầu. Có phiền phức gì cứ nói, người làm chị gái như chị có thể giúp được thì chắc chắn sẽ giúp ha ha có câu nói này của chị em yên tâm rồi chu lệ vui vẻ vội vàng nói ra chị hai thật ra cũng không phải chuyện lớn gì đối với các chị thì rất đơn giản chị xem đứa cháu trai này của chị đi tuổi tác không còn nhỏ không có công việc thì thôi đi nhưng ngay cả bạn gái cũng không có em đây không phải chỉ muốn vay chị ít tiền mua cho nó chiếc xe cũng dễ bể thành ra lập nghiệp thôi sao Chu Lệ nói liền một mạch, mắt không chấp nhìn về phía Chu Cầm. Dương Ân bên cạnh không nói lời nào, lại dùng ánh mắt mong chờ nhìn Chu Lệ, chỉ thiếu điều trực tiếp ra tay ăn cướp trắng trợn nữa thôi. Vay tiền mua xe, chuyện này. Chu Cầm nghe xong, lập tức khó xử. Mua một chiếc xe thế nào cũng tốn 200 nghìn. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 460.